Phép lần hạt lắm dấu thánh Đức Chúa Giêsu 30 kinh lạy cha cùng lắm kinh kinh mừng chia ra làm 6 phần. Thứ nhất thì ngắm khi quân giữ bắt chân tà Đức Chúa Giêsu vào thánh gia, mà đóng đánh sắt băng mũi đau đớn năm mau chảy xuống ròng ròng. Khi ngâm sự ấy thì nguyện lắm kinh lạy cha lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đánh chân ta vì chúng tôi đi đàng trái. Cùng nguyện một kinh kính mừng thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng như phải đóng đánh vậy. Xin cho chúng tôi chừa đi đàng trai là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giêsu lửa mềm. Thứ hai thì ngắm khi quân giữ bắt chân hiểu Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà đóng lời có gần cách mạnh mau nhiều cho lên cả bà mình Đức Chúa Giêsu phải khốn. Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh lạy cha đội ơn Đức Chúa Giêsu xưa ở thế gian 70 và 5 khỏi trần nhưng đi lặng dậy chúng tôi, mà chúng tôi lấy đánh đánh chân cho lại nguyện một kinh kinh nghề mừng thương Đức Mẹ phải khôn cùng con. Xin cho chúng tôi hằng đi đàng ngay thật là đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liền. Amen. Thứ ba thì ngắm khi quân giữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào thánh gia, lấy đánh sắt đóng vào đau đớn năm mà bởi cả và mình Đức Chúa Giêsu lắng thì lỗ tay rách ra càng đau hơn nữa. Khi ngâm sự ấy thì nguyện năm kinh lạy cha lạy ơn cha cả chẳng tiếc vịnh vì quân giữ là chúng tôi, lại nguyện một kinh kinh mừng thương Đức Mẹ đau đớn cùng con. Xin cho chúng tôi chừa sự trắng lên cho ngày sau được khỏi bên tay tả Đức Chúa Giêsu là bên kẻ phải xa khoa ngục. Amen. Thứ bốn thì ngắm mê quân giờ vắn tay hiểu Đức Chúa Giêsu vào thánh gia, mà bởi chẳng đến nổ nó làm đa săn thì nó buông tay kéo ra cho đến nơi liền gian xương ngực ra cho lên đau lòng thì mới đóng đánh vào. Khi ngâm sự ấy thì nguyện năm kinh lạy cha thương Đức Chúa Giêsu lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta trả công cho làm vậy
cùng nguyện một kinh kính mừng thương Đức Mẹ bởi yêu con. Hơn mình thì thảm thiết lắm, xin cho chúng tôi làm những sự phúc đức cho ngày sau được ở bên tay hữu Đức Chúa Giêsu, là bên kẻ đang lên thiên đàng. Amen. Alo, alo. Thứ lăm thì ngầm, khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thể thì có một người các quan nay đồng mà đâm cánh nương nong Đức Chúa Giêsu phải trái tim máu cùng nước chảy ra. Bởi người đã sinh thì chẳng có đau, nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, như phải dấu thâu qua trái tim vậy. Khi ngâm sự ấy thì nguyện năm kinh lạy cha, đội ơn Đức Chúa Giêsu, lấy hết máu trong mạch đổ ra cho chúng tôi, cùng nguyện một kinh kính mừng thương Đức Mẹ, như phải giáo sắt thâu qua lòng vậy. Xin cho chúng tôi chớ có lòng yêu sự thế gian mà bỏ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, bởi yêu dấu chúng tôi cho nên chịu chết làm vậy. Amen. Thứ sau thì nguyện ba kinh lạy cha, kinh lạy đánh sắt thâu qua chân tay Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện một kinh lạy cha, kinh lạy lưỡi đồng thâu qua cánh lương long Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện một kinh lạy cha, kinh lạy thánh gia là giường cha cả muôn vật nằm khi sinh thì. Xin Đức Chúa Giêsu lấy thánh gia đánh sắt lưỡi đồng, như chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng tôi được vào. Amen.